anh nghe đàn ông đang kháo nhau rộn ràng, anh nghe nhiều anh em bàn nhau dẫn hàng, xong đến ngày 20 trong tháng 10 này phải tặng quà cáp cho nàng. Nghe tin vừa xong anh cũng hơi bàng hoàng, lên Google ngay xem chị em thích chi, tuy nhiên nhiều bé anh chẳng biết tặng gì tới nàng. Chứng dù mặn đấy, luộc rau anh lo hết rồi.